Chúng ta tu xong đại gia đình chúng ta ngồi tâm sự một ha. Lúc này tâm sự thường xuyên. Tuy không có gặp bên ngoài nhưng gặp trên màn hình tâm sự thường xuyên ha. Nãy như Đức lễ Phật mọi vị thấy như thế cứ cười suốt 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 nguyên thờ. Cũng bị khảo đảo một chút, con bé nhỏ xíu xíu chọc cho Đức cười suốt luôn. Ngay chỗ cái màn hình chính giữa luôn, có lễ một chút cái lú đầu ấy nhìn mình. Nhìn chọc chịu không nổi. Hay những Đức thì nhại cười lắm, vì ơi, mình không có định có gì đâu. Mình bệnh nhưng mà định nên tự nó đó, cái niệm Phật thôi định gì giờ. Thì mà con người như thức ngộ, ví dụ như người ta cười như thức với những đức là như thức phải cười lại, biết trong hoàn cảnh nào không biết, ta cười mình không cười lại nó kỳ. Giống như đó quý vị thấy mà mỗi lần những đức đi mà cứ ngoái 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 là nhìn, là do gì ta nhìn những đức quý vị, nhìn nó không có hoài nghi gì hết, là do gì người ta nhìn những đức, người ta những đức phải nhìn lại mình là gì đó, người ta nhìn mình phải nhìn lại, nó kỳ cục vậy đó. Nó kệ nó quay gì, miễn ta nhìn mình là thấy cũng mừng, mình nhìn lại vậy thôi. Nên quý vị biết rằng là cái người tu tập của mình cái quan trọng mà mình nhắm mục tiêu cái đó là nhớ kỹ là đừng buồn giận người khác để trong tâm, nhắc hoài luôn á, nhắm nhắm mục tiêu luôn á. Thì quý vị tu hành sẽ có kết quả rất là lớn. Có nhiều người chúng ta nói mình nghiệp chướng nặng nề. Nghiệp chướng nặng nề là chỗ nào quý vị biết không? Giận á, thương quá dính mắc cũng là nghiệp chướng, rồi thương quá hận thù cũng là nghiệp chướng. Mà từ cái thương quý vị, chứ ghét là nó không có hận đâu. Ban đầu đã ghét rồi thì không có cái chuyện hận quý vị. Tại ghét đâu có thời gian đâu, gặp nhau đâu hận. Nên cái hận đa phần là từ thương mà hận. Nên cái câu đúng nó đúng nghĩa là thương hận. Nghe không? Thương là hận. Mà thương nhiều thì hận nhiều. Nó lạ kỳ. Bây giờ trong tâm quý vị đang ngồi ở đây nghe, hay khắp nơi nơi vị nghe. Ví dụ chúng ta tâm sự mỏng á. Vì coi trong lòng quý vị đang suy nghĩ đến ai nhiều nhất, thấy không? Trong lòng quý vị tự viết đi, thường nghĩ tới người đó nhiều nhất. Khi mà quý vị nghe người đó mà cái gì không phải, quý vị sẽ bực bội nhiều nhất. Nó thấy chưa, nó thương nhiều nhất thì nó sẽ bực bội nhiều nhất. Nên mình được quyền thương nhưng mà mình giải mã cái bực bội. Tại vì mình thương thì mình thương, chứ giờ mình không phải là người ta, mình đâu có bắt buộc người ta phải như ý mình được, nên mình đừng có bực bội làm chi ha. Nên từ nơi đó giờ có thêm cái nữa là có những con người mình mang một cái bệnh rất là kỳ cục, đó là cái bệnh ghét ké. Nó nghĩa là không phải chuyện của mình cũng đi ghét luôn. Có những người người ta trong cuộc người ta không ghét, nhưng mà mình người ngoài cuộc mình ghét ké. Nghĩa là mình ghét, ghét cái gì mình cũng không hiểu. Mình ghét có nghĩa là mình ghét mà mình không có hiểu lý do. Tại ồ cái chuyện này đâu phải của mình đâu, mình đi ghét chi vậy ta, đâu phải cái chuyện của mình đâu, đi ghét làm gì. Đó, nó ghét ké. Nên gọi, đó gọi là nghiệp chướng nặng nề. Nên nhiều người mình đó, cái nghiệp chướng nặng nề mình cũng không biết nghiệp chướng nặng nề là nằm chỗ nào nữa chứ. Nghiệp chướng nặng nề là nằm ngay mình đó quý vị. Nghĩa là chuyện của mình cũng ghét, chuyện của người ta cũng ghét. Đó. Giống như thấy ai mà được nhiều người thương quá, mình cũng ghét. Mà thấy ai mà gặp ai mà bị nhiều người ghét, mình cũng ghét luôn. Mình cái bệnh của mình là nó lan can tứ tung lan tan, cái nghiệp cái mình đó là nó là cái nghiệp nặng nề ha. Bây giờ niệm câu Phật hiệu này để giải mã chỗ này. Câu Phật hiệu á là viên thuốc giải, mà niệm có Phật hiệu mà không giải được cái này là thua. Vì là viên thuốc giải. Nên con người những đức á, những đức ít bao giờ mà buồn cái gì mà lâu.
Quý vị thấy để ý những đức mà gặp những cái sự việc mà nó giống như nó giống như là nó bất tử kinh khủng lắm chứ không phải chuyện giỡn chứ. Quý vị thấy cái thời điểm mà như đức chia sẻ Phật pháp một ngày 4-5 buổi đúng không, đùng cái phá cái cụp lại không được chia sẻ buổi nào nữa chứ. Không phải đơn giản đâu quý vị, giống mình đang chạy xe tốc độ 100 cây số giờ mà bắt mình phải thắng lại cái dễ không, không đơn giản á. Đang chạy 100 cây số giờ mà thắng một cái coi chừng xe nơ mình nơ thắng bất tử xe nơ mình nơ đúng quý vị đó. Mà như đức bị thấy không, đùng cái bụp xong không có rô đai từ từ xuống xuống ga nha, giờ tốc độ cao thắng cục ngừng đó. Nên đó, con người nó cứ trải qua thời gian. Giờ đang ở trong chùa bình thường cụp đi ra khỏi chùa thấy chưa, nó giống như năm xưa 5 năm những đức tu gì nữa thì sao, nó thì 5 năm những đức tu nó hồi xưa ở chùa đang bình thường luôn, chiều lại cái bị chủ trì họp cụp xuống khu chiên tu đóng cửa ở dưới đó. Không đơn giản đâu quý vị, nó không đi chào ai không hỏi ai chứ à, ông đi đi rồi được để tê tôi sắp xếp, không giỡn đâu quý vị ơi. Nếu mình nằm vào tâm trạng nó không đơn giản chút nào đó à, không đơn giản đâu. Nhưng mà do cái tính người thích nghi nhanh, giống lúc mình còn nhỏ mình 6-7 tuổi tự nhiên cái mẹ chết queo và mẹ chết queo vì coi á, nó không đơn giản. Cái cả cái cảm giác ai mà mình mất cha mất mẹ mà mình sẽ thấy cái sự mất mát lớn, mà nhất là mất mẹ không có đơn giản nào. Rồi cái cuộc sống nó bôn ba vậy, nó bôn ba nên từ nơi đó mà nó gặp nhiều sự việc, lên thành phố cướp gặp bà sư phụ với chữ tối ngày sáng đêm nó giỡn không nó, nên vô chùa tu 5 năm cướp đi ra khỏi chùa rồi xuống chùa dưới đây 10 năm chờ cướp khỏi giảng pháp đang toàn là tốc độ cao của nó quý vị. Rồi thời gian trong cái thời gian đó lên bờ xuống ruộng không phải đơn giản nha, mới đây vì thấy nó cộp ra đời luôn thấy chưa đó. Nên đó là cái mà ý muốn nói cho cái người tu mình á, mình muốn đây tới về thế giới cực lạc nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu, nó không phải thuận tiện, nó phải yên hoài cho mình đâu quý vị ơi. À, nó không cái này cũng cái kia à, quý vị thiền nhỏ thì sống nhỏ, thiền lớn thì sống lớn thôi. Bây giờ quý vị thật sự muốn về cực lạc hay không thì cái sống sóng gió ba đào đó quý vị có kiên trì để mà hướng đến mục tiêu hay không, đó là chính quý vị thôi. Chứ không phải nói cái chuyện đi về thế giới cực lạc mà tà niệm Di Đà rước đâu, lai rai di la như lai Như Lai độ đâu, chưa chắc đâu, không có tà tà nữa đâu. Nó mình tà tà lai rai thì mình cũng gặp sự cố nó ập 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 đến với mình nè, không có giỡn đâu. Trong gia đình thì nó có cái chuyện của gia đình, trong đoàn thể thì có chuyện của đoàn thể, vào công ty thì có chuyện của công ty, ra xã hội buôn bán thì có chuyện của buôn bán. Nghĩa là mình phải gặp những sự việc trở ngại mỏi mặt, nhưng mà mình ở trong sự việc trở ngại đó mà mình vẫn còn tâm tu, mà mình cởi mở tâm tu ra ra mà mình không có buồn giận, mình cởi mở tâm tư mình không có buồn trách đó. Đó đó đó, đó là tu đó. Nên những đức nói mục tiêu mình nhắm mục tiêu tu mà gọi là cái nghiệp chướng tiêu trừ là ngay chỗ là đừng có giận người ta để trong tâm nha, có giận thì giận mà để ngoài tâm để bên ngoài á quý vị, ai mượn đi cái đem vô tâm chi không. Mình cái bệnh mình kỳ lắm, mình thương ai mà cũng đem để trong tâm gấp gáp lắm. Mình thương ai một cái là mình sẽ nhớ nhung rồi đó, mình nhớ là nó nằm trong tâm rồi đó quý vị. Ừ. Mình thương ai mình gặp thì mình mừng, mà mình sai rồi đó là mình khóc, nghĩa là mình đã để người ta vô tâm. À, khi rồi tiếp tục mình hận người ta mình cũng gì luôn, hận người ta mình cũng đem để vào tâm. Nên cái tu tập cái niệm Phật á, mà giải được cái tâm là đừng có hận thù ai để trong tâm, đó là công phu về đắc lực. Khi mà quý vị mà không hận thù ai để trong tâm, cái thiệt niệm Phật vì nó nhẹ nhàng lắm. Còn khi lúc mà mình niệm Phật mà nhiều thứ trong tâm nó niệm nó không vào, thấy không,
giống như ép nó vào mà nó văng ra. Ừ. Nên từ nơi đó mà tu hành là gì? Đừng hận thù người khác để trong tâm. Đây là quá giải nghiệp. Nó nghĩa là những đức dẫn dắt câu chuyện này, câu chuyện kia vậy đó. Nhưng mà cái câu quan trọng vô cùng đó là gì? Đừng hận thù người khác để trong tâm. Và trong cuộc đời này vì mới nhớ kỹ rằng là không có thiệt thòi. Hiểu không? Có những gì quý vị thấy nó rất là xấu, nhưng thật sự nó không có xấu. Không có xấu đâu, thật sự luôn á. Có những việc vì thấy nó rất là tốt trong cuộc đời này mà chưa chắc nó tốt. Những đức thấy rằng trong thời điểm này bản thân những đức mới nhìn ra rằng nếu như cái đà lúc trước những đức ở chùa chưa chắc những đức giảng sanh đâu quý vị. Tại vì niệm Phật thì Phật mới rước, còn này ở ở trong chùa những đức hướng dẫn vì niệm Phật. Nhưng những đức lại không công phu luôn. Vì coi phải cái thời gian những đức vô bếp nấu ăn những đức có công phu đâu. Không công phu thời nào chứ. Thấy không? Thì bây giờ nè, nó quay 180 độ này bây giờ nè. Nó quay một phát từ một chỗ thiệt là to nhảy vô chỗ chút xíu. Vì phải được rèn luyện và được phải chịu đựng đó quý vị. Thấy không? Đó, thấy không? Rồi bắt đầu là mình ở trong hoàn cảnh đó. Mỗi ngày tu tu xong đi ăn. Đi ăn xong rồi xong như thế nào? Đi tu xong đi ăn xong cái đi ngủ. Không có đơn giản như quý vị nghĩ đó. À, quý vị nói à vậy thì quá sướng rồi, thử đi bị sướng. Đi vô căn nhà với ở trong đó. Rồi quý vị đi tu đi. Vô lên tu đi rồi xong cho bị ăn. Cho bị ăn xong vì đi ngủ xong thứ gì đi tu. Đi tu xong cho bị ăn. Ăn xong tiếp tục cái bị đi đi tu. Đi tu xong cái bị đi ngủ. Đi ngủ xong thức dậy vì đi tu xong cho vị ăn, thử đi. Không dễ như vị nghĩ ở đâu. Ừ. Đó. Nên công phu gì không biết. Nhưng mà cái đó đã khó rồi đó. Con người mình, cái tâm mình thường rong ruổi, cái chân thường nó đi. Nó kêu nó ở ngồi đâu, chỗ đó ngồi không yên rồi. Nên từ nơi đó mà đừng có nói chuyện mà mình ở một nơi hoài, một chỗ không có đơn giản đâu, thấy không? Nên như đức nó 180 độ quay một phát, điều chỉnh những đức. Thử cái mày thích nghi được không? Đó. Nên cái tu hành là gì? Thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Có khi quý vị nghe những đức chia sẻ nói chuyện đồ á, quý vị thấy ủa ông này không nói cái gì hết ta. À, mà quý vị nghe để ý đi. Quý vị thấy à, quý vị phải để ý cho thiệt là kỹ nghe. Rồi nó quay vòng 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 chút, rồi quý vị sẽ thấy mình ở trong đó đó. Ừ. Rồi khi trong cuộc đời quý vị sẽ gặp những việc mà như những đức đã nói đó. Ý nói quý vị hãy tập thích nghi đi. Con người á, nó có những lúc mình thịnh vô cùng, nhưng mà mình phải suy nghĩ có những lúc mình sẽ suy á. Nên mình phải thích nghi, mình tập thích nghi trong hoàn cảnh. Cho cái chuyện mà tu hành mà đây tới giờ thế giới cực lạc là mình còn gặp nhiều sự trở ngại lắm á. Ừ. Chứ không phải cái chuyện mà đơn giản mà như lục bình trôi sông đâu. Không phải đâu quý vị ơi, không phải đâu. Ừ. Nhưng mà mình cũng cầu điều đó nó đến thì sao thì mình chịu vậy thôi. Nên mong quý vị đừng có bao giờ mà buồn giận ai để trong tâm. Đừng bao giờ thất vọng ai. Thất vọng gì cho mình nặng nề quý vị. Quý vị thất vọng quý vị á. Thất vọng mình không chịu đo niệm Phật. Chứ đừng có thất vọng ai chi cho nó mệt. Ừ. Nó nên á. Ví dụ như có những người người ta gặp Như Đức ta nói. Con thất vọng thầy ghê. Như Đức nói. Cô có niệm Phật đi. Thất vọng là cái gì. Ừ, có chừng cô không gì cực lạc mà như đức gì cực lạc mất tiêu rồi đó, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu, thất vọng. Ừ, mỗi người nó có cảnh giới khác nhau, có khi cảnh giới người ta tùm lum mà nó không có tùm la. Còn cảnh giới của mình giống như không có gì nhưng mà mình dính tùm lum. À, có những người người ta dính tùm lum mà người ta không có dính tùm lum, còn mình không dính đâu chứ mà mình đem vô tâm tùm lum. Nó có những chuyện của anh ta bản thân mình đi đi nặng nề, có gì nữa đó, không có giỡn đâu. Nó, có những khi mình ở phương trời nào mình đang lo tùm lum chuyện, còn người ta chút đi uống sắn dây chút đi uống bột sắn dây, nghe thấy chưa? Nó nên mình thương mình đi rồi mình mới thương người khác được nha quý vị. Ừ, giờ này tu xong cho một ông xì cầu que xuống dưới pha bột sắn dây,
tôi xong một chút xuống uống ly bột sắn giấy không à, rồi ngồi ngắm sao được, làm vài bài thơ được này kia rồi chút đỉnh ha. Cuộc sống bây giờ đâu còn cái gì nó lo nghĩ nữa đâu quý vị. Con không nghĩ ngày mai nó làm sao, cứ niệm Phật thôi. Thấy không? Phải thích nghi thôi chứ sao giờ. Lúc trước là tối gì phải ngồi suy nghĩ ngày mai phải sắp xếp chúng sao này kia tùm lum đúng không? Nhưng bây giờ không còn suy nghĩ nữa. Vì có mấy người suy nghĩ gì giờ? Đó. Có ba người. Những đứa với hai ông sư que suy nghĩ gì giờ? Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó cái gì nó phải thích nghi. Nên những đứa khuyên quý vị là tu hành là gì? Đừng buồn giận người khác để trong tâm. Đây là cái gốc của người tu hành đấy. Đừng buồn giận người khác để trong tâm. Thương cũng được, ghét cũng được. Đừng có hận họ để trong tâm chị. Nên từ nơi đó bản thân mình gì là nó an lạc liền. Những đứa cảm giác được cái sự an lạc đó quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.